Hey, xin chào mọi người, đây là bồ câu Titan xịt của Thái nhé. Đây là máng ăn của nó này, thì cám gà đẻ trộn với bắp, máng ăn, hệ thống nước tự động. Cái này là chọn bộ combo bên mình làm trại cho khách nhé, từ chim bồ câu, lồng đến phụ kiện luôn. Phụ kiện của nó thì sẽ có máng ăn, rổ đẻ, hệ thống nước tự động. Cái này anh em thì không cần phải lo, người của trại sẽ đến làm trại, làm tất cả những cái này từ A đến Z cho anh em luôn. Và chắc chắn rồi, bên mình từ trước giờ là chưa bao giờ tính phí làm trại chim bồ câu cho khách. Đây là một trại cho khách được tận dụng từ chuồng heo nha. Thì nhiều anh em hỏi mình là mình có thể tận dụng những cái khu vực trước đó mình chăn nuôi con này con kia và nuôi bồ câu được không? Thì hôm nay thì mình sẽ trả lời cho anh em luôn là ở những cái khu vực nào á thì anh em đã nuôi và nó chưa hiệu quả thì mình hoàn toàn có thể chuyển đổi công năng của nó thành những cái trại bồ câu như thế này. Nhìn thế này thôi nhưng mà nuôi cũng được rất nhiều chim bồ câu nha mọi người, tại vì mình xếp tầng lên mà. Và có thể nói là nuôi chim bồ câu á là cái ít tốn cái diện tích nhất. Ví dụ ở đây là khoảng hơn 100 cặp đi thì cái diện tích của nó mọi người thấy tận mắt luôn đó, rất là ít. Và tùy vào những cái khu vực chuồng trại mà mình có thể lựa chọn là xài lưới hướng phân hay là cho chim bồ câu ỉa thẳng thông tầng nha. Đây mọi người thấy chim bồ câu chuẩn không? Đây là chuẩn thỏa cần chỉnh luôn. Cái này là chim bồ câu vừa mới đẻ được vài lứa nha, còn rất là sung sức. Và mọi người cũng phải lưu ý là chim bồ câu thì kể từ tháng thứ 5 trở đi mới bắt đầu sinh sản nha mọi người nha. Và chim bồ câu dòng Titan siêu thịt này thì nó đẻ thì kinh hoàng rồi. Về đến nhà khách cái là đạp mái liền này mọi người này. Nên là mọi người hiểu là cái độ sung của chim bồ câu nha. Và cái vòng đời của nó mình hay nhắc đi nhắc lại mọi người là cái vòng đời của nó tầm khoảng 12 năm. Nên là mọi người nuôi chim bồ câu hay là mua một cặp chim bồ câu đi thì mọi người được rất là lợi. Tại vì nuôi của nó trong thời gian rất là lâu và tính bằng cả hơn chục năm mà. Thì mình chỉ phải bỏ cái số vốn ban đầu thôi, còn từ đó trở đi là mình chỉ hầu như là chỉ có thu và thu và thu thôi. Nên là chim bồ câu nó trở thành một cái mô hình để rất nhiều người dân ở Việt Nam mình hiện tại nha, đang rất nhiều người lập mô hình nuôi chim bồ câu. Thứ nhất, vừa để phục vụ bán chim ra ràng, bên mình là bao đầu đầu ra cho anh em nhưng mà có hợp đồng bao tiêu sản phẩm rõ ràng nha, chứ bên mình không có làm bằng miệng, nên là bà con cứ yên tâm mà nuôi. Còn chim bồ câu mình giao cho khách thì đảm bảo mọi người là nó nhanh nhạy và nó hiệu quả. Và chim bồ câu về đến nhà khách thì nó phải khỏe như này, nó khỏe, nó sung sức như cái cặp hồi nãy mọi người thấy là nó đạp mái liền đó. Chim bồ câu nuôi thì đây mọi người cũng thấy này, nó không cần thoáng lắm đâu. Đấy, mọi người thấy không? Nếu mà thoáng được quá thì càng tốt. Nhưng mà không thì mọi người cứ xem trên video này, mình làm thực tế cho mọi người luôn. Và mình hoàn toàn có thể tận dụng những cái ngóc ngách hoặc là những cái khu vực nào mình che lại, mình hoàn toàn có thể nuôi được chim bồ câu. Nếu như mà mọi người nuôi gà hoặc là nuôi nuôi dê hoặc là nuôi vịt hoặc là nuôi bò á, thì chắc chắn 100% mọi người luôn nuôi ở những cái khu vực này rất khó và mình phải che chắn lại, mình phải mua cái này mua cái kia lồng cho chim bồ cho gà công nghiệp đồ có thứ, là nuôi dê nuôi bò rất tốn chi phí nha. Còn chim bồ câu này chi phí cực kỳ đơn giản, cái lồng này cũng tương đối rẻ nha. Và cái lồng này mọi người mua một lần thôi, xài được mười mấy hai chục năm. Cái lồng này là bên mình sản xuất luôn đấy mọi người nha, chứ không phải là bên mình đi mua đâu. Cái này là mình có cơ sở dập cái lồng này luôn này, từ máng ăn rổ đẻ hệ thống nước tự động luôn, là bên mình lắp ghép này cho khách hết. Và trong năm 2024 này á, thì bên mình bây giờ là cũng mới đầu năm thôi, nhưng mà bên mình cũng đã triển khai làm cũng khá nhiều trại cho khách rồi. Thì ở đâu cũng vậy thôi, kết nối với mình thì mình sẵn sàng bao tiêu sản phẩm. Còn đối với những
anh em nào mà chưa kinh nghiệm nuôi thì hoàn toàn có thể trao đổi với mình qua cái số điện thoại là 0961142323 để mình tư vấn kỹ thuật, và có thể tìm số điện thoại ra những cái số điện thoại mình cho thì có thể tìm ra được những cái mạng xã hội khác của mình, và anh em cứ kết nối với mình hỏi mình, và mình đồng bộ cái tên là nông dân làm giàu luôn để cho anh em dễ tìm kiếm. Và chim bồ câu á thì trung bình nha, với cách nuôi của trại mình thì 1 năm nó đẻ tầm khoảng 25 đến 30 lứa nha mọi người nhé. Đây là mình khẳng định với mọi người luôn. Đó là với cách nuôi ở trại của mình. Còn cách nuôi như thế nào đó thì khi mà anh em bắt tay vào nuôi thì bên mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật để mọi người có thể đạt được cái số lượng như vậy. Tại vì chim bồ câu á, nếu mà mình nuôi theo cách đơn giản như là mình nuôi thả trên trời hoặc là những cái bà con nuôi gia đình á, thì chắc chắn rồi nó sẽ đạt cái số lượng ít hơn. Mà nuôi trang trại thì nó sẽ có những cái cách nuôi, ví dụ là gà hồi xưa nó chỉ đẻ 1 trứng thôi, bây giờ nó đẻ một ngày có khi đẻ 2 trứng, có những con gà đẻ 3 trứng một ngày đó mọi người. Thế là có nha, đối với những cái trang trại nuôi gà mà siêu trứng á, thì đối với chim bồ câu thì cũng vậy thôi, mình có những cái cách để khiến con chim bồ câu nó sinh sản nhanh, tuy vậy thì nó vẫn đạt được cái trọng và cái việc là chất lượng nhé. Còn là mình hay nói với mọi người ấy là chim bồ câu ở trại mình đi giao cho khách là đảm bảo là rất là chất lượng và bên mình rất là kỹ nha. Còn kỹ như thế nào bây giờ mình trao đổi luôn mọi người nắm rõ này. Ví dụ như là những cái cặp chim bồ câu đây này, những cái lồng bồ câu này đi, thì khi ở trại của mình nhá, mình sẽ chuyển đi thì mình sẽ đánh dấu cặp cho mọi người luôn. Cái này là không phải là trại nào cũng làm được đâu nha. Có những trại họ cứ bắt tùm lum vào một cái lồng lớn, rồi khi đi giao đến nhà anh em rồi bắt đầu phân biệt con này con kia, rồi có khi nhầm lẫn 2 trống 2 mái thì rất là mất công và đôi khi gây thiệt hại cho người nuôi. Còn bên trại mình là đánh dấu cặp sẵn ở nhà, thì thành ra là khi đi bắt giao cho bà con thì nó đã là một cặp rồi, nó quen nhau thì nó thích ứng liền, chứ ai hơi đâu mà làm chuyện giao tầm bậy nha mọi người nhé. Nên mà mọi người nếu có không mua chim ở trại mình mà mua chim ở những trại khác thì mọi người phải kỹ cái chuyện đó, đánh dấu cặp sẵn về chỉ bắt ra nuôi thôi, vậy là chính xác chống mái 100% luôn nha. Và những cặp đó đang sinh sản sẵn ở trại mình ấy, thì ra đến nhà khách ấy, thì nó 100% là tốt. Như cặp này mọi người thấy không, mực mình đánh ở cánh chẳng hạn. Còn thiết kế lồng thì anh em mình có cái đội ngũ làm khá là bài bản và chuẩn chỉnh để cho mọi người nuôi chim bồ câu làm sao nó hợp lý. Đối với những cái dê mà những góc mà anh em có thể tận dụng lại được thì có thể chụp hình gửi cho bên mình, rồi bên mình sẽ tư vấn cái cách làm trại làm sao cho hợp lý. Và đương nhiên rồi, tất cả những cái này là bên mình không bao giờ tính tiền nhé, bên mình miễn phí hết. Và những cái gì mà miễn phí được thì bên mình sẽ miễn phí hết cho mọi người. Có nhiều trại mình giao chim giống mình còn giảm giá cho mọi người rất là nhiều. Còn chim bồ câu thì đương nhiên rồi, những cặp chim bồ câu phải khỏe như thế này thì mới giao cho khách được. Đây mọi người thấy không, cực kỳ khỏe và sung nha. Con trống, những con trống nó phải sung như thế này. Còn anh em mà chưa biết phân biệt trống mái á, thì khi mà mình giao chim á, thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách phân biệt luôn. Nói tóm gọn lại á, là bên mình sẽ tư vấn kinh nghiệm và truyền lại cái kỹ thuật nuôi để làm sao mọi người nuôi chim bồ câu dù mới hay là cũng đã nôm na có kinh nghiệm thì mọi người biết cái cách để nuôi con chim làm sao cho nó thành công. Ở Việt Nam mình á, thì cái dòng chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái này á, là hầu như là ở khu phía Nam này là bên mình cung cấp chim bồ câu giống rất là nhiều, và mình cũng chuyển đi miền Bắc rất là nhiều luôn, miền Trung thì quá trời. Thì mọi người có cái nhu cầu hoặc là mọi người muốn tìm hiểu thì mọi người
cứ trao đổi với trại mình và có thể đến tham quan luôn nhé, có thể đến trại mình tham quan luôn và có thể ở lại học cái cách nuôi chim bồ câu luôn, chim bồ câu chăm sóc như thế nào, cho ăn ra sao, sổ giun như thế nào, tại vì chim bồ câu này nó không bị bệnh nha mọi người nha. Chưa bao giờ ai thấy là cái đăng tin trên báo chí là dịch bệnh ở con chim bồ câu. Thế nên là nuôi chim bồ câu là một cái cách hạn chế rủi ro lớn nhất luôn đó mọi người nha. Chỉ có sổ giun thôi, hàng quý, tính bằng hàng quý chứ không phải là hàng tháng nữa. Nên là một con chim bồ câu thì có được rất nhiều là lợi, và đặc biệt dòng chim này là siêu thịt, siêu đẻ và siêu lợi nhuận mà. Và đây là dòng chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái nha mọi người nha. Ăn ít, đẻ nhiều và chăm con cực tốt. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha.